Chiều ngày 12 tháng 9, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì buổi làm việc với Phòng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực y tế khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, quản lý cơ sở hành nghề y dược tư nhân cùng một số nội dung quan trọng khác. Hiện trên địa bàn thành phố có Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí thuộc tuyến trung ương do Bộ Y tế quản lý, Trung tâm Y tế ngành than khu vực Vàng Danh do Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam quản lý, Trung tâm Y tế thành phố thuộc Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, 11 trạm y tế xã phường, 100 cơ sở y tế tư nhân, 1 hội đông y, 30 phòng y tế học đường, 7 trạm y tế doanh nghiệp. Thời gian qua, Phòng Y tế đã chủ trì phối hợp tuyên truyền kiểm tra liên ngành chuyên ngành an toàn thực phẩm trên 1.000 cơ sở, phát hiện 233 trường hợp vi phạm, xử lý phạt tiền trên 125 triệu đồng. Công tác thông tin truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên người được thực hiện tốt, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm. Các tuyến y tế thường trực cấp cứu và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. 9 tháng đầu năm, thành phố có trên 350.000 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh. Còn theo báo cáo từ Trung tâm Y tế thành phố, hiện cơ sở vật chất của đơn vị còn chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc khám chữa bệnh cho nhân dân. Trung tâm đang sử dụng nhà 3 tầng, diện tích 2.200m² làm trụ sở làm việc, kết hợp phòng khám chữa bệnh. Cơ sở này đã xây dựng, nâng cấp từ các năm 1995 và 2008. Năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố đã có chủ trương di chuyển, đầu tư trụ sở trung tâm y tế mới theo hình thức BT. Tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn về chủ trương đầu tư dự án trụ sở trung tâm y tế thành phố mới theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT. Trung tâm đã xây dựng nhu cầu đầu tư cho tư vấn quy hoạch. Trong công tác phối hợp với các phòng ban, Trung tâm Y tế thành phố đã ký quy chế phối hợp với Phòng Y tế về chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, trực tiếp ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại xã phường, chỉ đạo các trạm y tế thực hiện đúng chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân, phối hợp triển khai phần mềm quản lý sức khỏe toàn dân, đồng thời phối hợp thực hiện quy hoạch, nâng cấp mở rộng trụ sở đảm bảo trật tự đô thị, môi trường, thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh phong, lao, chăm sóc trẻ em, người tàn tật. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục quan tâm triển khai tốt công tác quản lý nhà nước về y tế, công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, quản lý cơ sở hành nghề y dược tư nhân, nâng cấp cơ sở vật chất, tăng hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng mạng lưới y tế chuẩn mực phục vụ nhân dân trong và ngoài khu vực. Ngành y tế cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh y đức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Phòng Tài chính Kế hoạch Quản lý đô thị nghiên cứu đưa Trung tâm Y tế thành phố vào danh mục đầu tư công trung hạn từ nay đến năm 2020. Thành phố sẽ rà soát lại cơ sở vật chất các trạm y tế, đầu tư kinh phí sửa chữa để nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tiếp đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã làm việc với Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí.